Kính thưa quý cha, quý tu sĩ và anh chị em, hôm nay là đúng 5 năm bà con vườn rau Lộc Hưng chúng con bị tàn phá 503 căn nhà và hủy hoại biết bao nhiêu tài sản khác dính liền trên mặt đất của chúng con, và làm cho chúng con mất nhà, mất gia nghiệp, mất đi tinh thần, khủng hoảng tinh thần cũng như vật chất. Bởi vì chúng con nói đây là mảnh đất gia nghiệp của chúng con là nó có lý, bởi vì đất này đã có từ năm 1954 khi bố mẹ ông bà chúng con và những người Hưng Hóa đã di cư từ vào miền Bắc vào miền Nam, được quý cha, đặc biệt là cha Đinh Công Trình, cha Du Xe Đinh Công Trình đã dẫn ông bà chúng con đã di cư từ miền Bắc vào miền Nam. Vì lý do gì thì quý ông bà và anh chị em cũng như những người lớn tuổi cũng đã biết vì lý do gì mà phải đi từ miền Bắc vào miền Nam theo cái tàu há mồm nhân đạo. Khi vào đây thì chúng con được cha Đinh Công Trình chia đất cho chúng con ở và đất chúng con canh tác, thì mảnh đất chúng con còn lại để canh tác là 48.000 mét vuông đất, và đất của chúng con có được cắm những cột anten cách nhau 50 mét từ ở trong khuôn viên này kéo dài tới hiện nay là nhà giáo xứ mới xây cũng như nhà con 7/17 Hưng Hóa. Những cột anten cao vút đó, và chính quyền đã lợi dụng cái câu nói rằng những cột anten này chúng con tận dụng sử dụng nó, cho nên nhà nước với cướp của chúng con, gọi là cướp nhưng mà chính quyền nói là thu hồi. Nhưng thật sự ra thì không có một văn bản nào nói đến chuyện thu hồi hết. Đến ngày hôm nay chúng con chưa nhìn thấy bất cứ một quyết định nào thu hồi, và cũng chưa một lần nào nhà nước tiếp quản trên mảnh đất của chúng con từ năm 1954 đến nay. Chưa một lần nào chúng con để hoang phế, chưa một lần nào chúng con đi ai tới sử dụng nó hết. Bằng chứng từ bé con Linh lớn lên 5 tuổi, con đã phải ra vườn nhặt cỏ cho bố mẹ con. Rồi đến nay chúng con 53 tuổi rồi, chúng con bị đẩy ra một mảnh đất. Thật sự đối với con đau thương. Nó gắn liền với con từ bé đến lớn, trồng trọt trên mảnh đất này. Đó là một điều bức xúc cho bản thân con cũng như bao nhiêu người khác trên mảnh đất này. Và không những như thế mà họ còn vu khống cho chúng con là những người đã lấn chiếm đất của nhà nước. Một điều đau thương như thế. Và không chỉ chúng con nói về chứng kiến như vậy, mà chúng con còn có những giấy tờ trước năm 1975. Chúng con có tờ giấy của trưởng đồn bốt pháp, và họ nói rằng chúng con đã được phép sử dụng ở trên mặt đất này. Phải hỏi về phía ban quản lý đất đai tôn giáo thì những cái tờ giấy đó chúng con đang cầm, và họ nói đến cái từ là cột anten lấn chiếm, nguyên văn như vậy. Mà cái cột anten lấn chiếm của đài có nghĩa là đài phát tín của thời chế độ cũ á, lấn chiếm trên đất của giáo hội công giáo chúng con. Và miếng đất của giáo hội công giáo chúng con nó lớn lắm, nó không chỉ vọn vẹn như này đâu, nó hàng bao nhiêu cây số, 5 cây số trở lại. Vì vậy thì chúng con khẳng định rằng chúng con được tòa tổng giám mục đã xác nhận rằng chúng con được quyền sử dụng cho đến khi nào nhà nước có dự án hoặc bồi thường thỏa đáng cho người dân bằng công văn của cha Hùng Công Minh, tổng đại diện của tòa tổng giám mục Sài Gòn. Và công văn đó chúng con đã gửi nhiều cơ quan chức năng, kể cả Bộ Tài nguyên Môi trường cũng như là thanh tra chính phủ, rồi thành phố và các cơ quan ban ngành khác. Chúng con kèm theo những quyết định thuế sau năm 1975, năm 76, chúng con gia nhập vô cái gọi là hợp tác xã nông nghiệp, và chúng con cũng được
quyền lợi là chúng con đi mua phân, mua cho, rồi chúng con có nghĩa vụ đóng thuế bằng rau. Sau năm 1980, có hiến pháp nhà nước đầu tiên là hiến pháp người dân được nguyên cư nguyên căn trên chính mảnh đất của mình. Đó là chủ trương của Đảng và Nhà nước để người dân được ổn định. Thì hiến pháp 80 chúng con vẫn giữ nguyên nguyên cư nguyên căn, là chúng con vẫn trồng rau, vẫn ở trên những cái căn nhà mà trước kia chúng con đang ở. Đến năm 82 thì có quyết định thuế thì chúng con đi đóng thuế. Và chúng con đóng thuế mãi cho đến năm 99 theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ là chúng con được biết thêm, là chúng con đã được kê khai hai lần mà chúng con không biết. Chúng con kê khai mà chúng con không biết cho nên chúng con không đòi giấy. Đến năm 99 theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ là ông Phan Văn Khải ký đó, thì chúng con mới thấy trên báo đài là quyền lợi của chúng con được kê khai. Khi năm 99 chúng con đi kê khai thì thật sự ra thì bà Ngọ là chủ tịch phường 6 và nói là thôi cứ đi về đi, nhà nước chưa có làm gì đâu. Nhưng mà chúng con ngoan ngoãn đi về. Nhưng mà ới hơi thì nhà nước không xác nhận giấy cho chúng con năm 2001. Rồi giao đất cho công ty Sài Thành để xây nhà bưu điện cho ngành bưu điện. Thì thật sự ra là con nói là cướp nhà của chúng con trên giấy tờ. Và như vậy thì tăng lên cái lỗi bức xúc cho chúng con. Và chúng con đi khiếu kiện từ đó cho đến nay. Và khi chúng con đi kêu gào các cơ quan ban ngành, đi kêu gào suốt 20 mấy năm qua, thật sự ra trên đá dưới, dưới đá lên trên, chúng con như một cái trái băng vậy đó, rất là khổ sở. Nhưng mà may thay thì chúng con còn được có các cha đồng hành với chúng con, là các cha nâng đỡ, an ủi, cầu nguyện chúng con đỡ, chúng con đi được mấy chục năm nay. Thì đùng một phát năm 2019 thì nhà nước đưa quân đập phá nhà của chúng con, bình địa mảnh đất đó từ hoa màu mà ông bà bố mẹ chúng con đã phải đội đất trên đầu từng thống một để vun đắp trên cái mảnh đất trũng như thế này, và trở thành một cái vườn rau xanh cung cấp cho thành phố, và đặc biệt nữa là củ su hào mà chúng con mang từ miền Bắc về cách cắt trồng vào miền Nam rất đẹp. Mà vậy họ đang tâm đến nỗi mà họ bình địa mảnh đất của chúng con trong một ngày trời thôi, mà nó bình địa cái mảnh đất chúng con rất là đau thương, mất hoa màu và mất căn nhà nữa. Mà nhất là những cái tuổi thơ, những cái ký ức chúng con bị đẩy ra khỏi mảnh đất đó, thì ông bà anh chị em thấy nó như thế nào? Thật là khổ sở, rất là đau đớn. Vậy mà chúng con vẫn kiên nhẫn, chúng con đến với Đức Mẹ, với Chúa, con cầu nguyện từ 5 năm nay, hôm nay 5 năm. Thì mới đây là ngày 7 tháng 12 năm 2023 này, chính quyền rào cái miếng tôn lại chung quanh. Rồi chớ trêu nữa rằng là theo cái nghị quyết 12 của Hội đồng Nhân dân thành phố, rồi khởi công trên mảnh đất của chúng con. Thì một điều con khẳng định rằng là nhà nước đang làm sai. Sai ở cái chỗ là chúng con đang còn khiếu nại về việc mà chính quyền không xác nhận giấy cho chúng con, cưỡng chế chúng con. Mà đặc biệt là khiếu lại đông người phức tạp trong mấy chục năm qua không hề quan tâm. Vậy mà như vậy mà chính quyền lại tiếp nhấn thêm một bước nữa là ra cái nghị quyết 12 mà đến nay chúng con đang yêu cầu cung cấp cho chúng con 16 cái văn kiện để chúng con biết rằng trong những cái văn kiện đó có điểm nào đúng, điểm nào sai để chúng con khiếu kiện. Nhưng đến ngày hôm nay không cung cấp văn kiện nào hết, mà căn cứ 16 văn kiện đó để mà làm thực hiện trên cái mảnh đất vườn rau của chúng con như thế này là con cho là trái pháp luật. Và luật quy định rằng miếng đất nó chưa sẵn, có nghĩa là đất còn khiếu nại, thì không có tình trạng mà ngang nhiên, vô thiên vô pháp mà thực hiện những cái dự án trên mảnh đất này. Điểm thứ nữa là thưa quý ông bà và anh chị em, hiện nay chính quyền quận Tân Bình đang dựa theo cái nghị quyết 12 và viện dẫn 16 nghị quyết khác. Thì tất cả những cái viện dẫn đó thì con thấy rằng chính quyền quận Tân Bình đang đi theo một cái cách gọi là quy trình ngược. Quy trình ngược là nó gồm có từ 1 cho đến 6.
nhưng mà ngược lại quận Tân Bình đi từ 6543, có nghĩa là chưa giải quyết khiếu nại, chưa có một dự án nào được được người dân tham gia, rồi phương án bồi thường như thế nào, vậy mà đã ngang nhiên ra, đang ngang nhiên ra thực hiện dự án. Tất cả những cái toa dọc đó đi ngược quy trình đó, con cho đó là trái với pháp luật. Vậy thì thưa quý ông bà và anh chị em, chúng con phải làm gì đây? Thứ nhất, chúng con phải tuân thủ pháp luật và chúng con tiếp tục đi khiếu nại cho đến khi công bằng sự thật, con chúng con gọi là công lý đó, chứ không phải là công bằng không. Công lý trong đó có yêu thương nữa. Chúng con sẵn sàng trên tinh thần yêu thương để đối thoại, tìm ra giải pháp cho bà con vườn cho Lộc Hơn chúng con trong những ngày tới.